bạn ơi, hôm nay á, mẹ Linh sẽ cho muội một bất ngờ. Đó là mẹ Linh có những quả bong bóng rất là xinh đẹp nè. Rồi cho muội, trong đó có những món quà bất ngờ á. Cho muội đập rồi muội tìm quà bất ngờ trong bong bóng nha. Đó, muội đi tới rồi nè các bạn ơi. Muội chơi chết Gần tới nơi luôn. Rồi, muội ơi. Bóng bóng màu gì con? Hồng. À. Rồi. Đúng rồi. Rồi, con thích cái bóng bóng nào? Bóng bóng màu xanh lá cây phải không? Rồi. Rồi con làm con lấy quà trong bóng bóng màu xanh lá cây đi. Nè con quay lại con đây đây mừng rồi rớt xuống luôn rồi rồi con lấy cái muỗng á con chích vô có quà bất ngờ đó. Đúng rồi cái đầu nhỏ là không được hả để mẹ làm thử coi làm được thử thử rồi được không nha 1 2 ba wow kẹo gì đó kẹo gì đó rồi cất vô giỏ xe đi à kẹo mút à kẹo sô cô la nữa rồi tới bóng bóng màu gì rồi tới bóng bóng màu gì con lấy bóng bóng màu đó xuống à con thích bóng bóng màu đỏ phải không à rồi rồi con lấy quà trong bóng bóng màu đỏ trước đi rồi con để xuống rồi 1 2 3 đi kẹo mút à có kẹo mút không hả có gì nữa không ủa có kẹo mút không đâu mẹ mượn coi à 2 kẹo mút luôn rồi con cất đi rồi một lát mình ăn nha rồi bây giờ mình đi khám phá quà bất ngờ trong bóng bóng tiếp nha rồi tới bóng bóng màu gì à bóng bóng màu xanh dương à con thích màu tím hả màu tím tiếng Anh đọc là gì mà biết không bubble 1 2 con làm đi một thôi con làm đi mẹ đếm 1 2 3 cho con làm như để dưới đất đi đúng rồi có kẹo luôn đó hả rồi con mở ra con ở đâu con thấy luôn á hả hay quá ta nhìn thấy luôn các bạn ơi nhìn thấy kẹo bên trong luôn rồi con làm đi kẹo nha đẹp luôn nghe các bạn 1 2 3 làm mạnh lên 1 2 3 muội không dám làm mẹ làm đây hồi nãy con lấy bóng bóng màu đỏ được đó rồi các bạn ơi 1 2 3 kẹo kẹo quá mẹ à kẹo mà kẹo thì bông bông con ăn à kẹo bông bông hả rồi rồi còn 2 màu nhảy lên rồi con thích màu nào thích màu xanh luôn thích màu hồng nữa hey. Thích ba cái luôn rồi con thích màu nào con lấy màu đó xuống đi màu hồng phải không nhảy lên rồi con kéo nó xuống con ôm nó con kéo nó xuống màu xanh nè à con lấy màu xanh đi kéo nó xuống không được à được nó bể luôn nha các bạn nó bể rồi rồi đó rồi nè con làm nè 1 2 3 mạnh lên mạnh lên 1 2 3 làm lại một lần nữa 1 2 3 bạn mũi sợ bể bóng bóng hay sao bạn mũi làm rất là nhẹ các bạn ơi nè nhìn mẹ nè mũi mũi nhìn mẹ nè 1 2 3 ủa 1 2 3 kẹo gì kẹo bông gòn nữa nha các bạn kẹo mút nữa đâu phải
Kẹo này là kẹo bắp. Kẹo bắp chứ không phải kẹo bông giòn con. Kẹo bắp nha. Rồi. Kẹo bông giòn nha. Rồi hết bông bóng rồi các bạn ơi. Bông bóng hết bông rồi. Một cái nữa nha. À còn một cái màu hồng nữa nha. Rồi để lấy xuống. Nè. Mẹ chập nữa đi. Con làm đi. Không phải con. Nè 1, 2, 3 mỗi làm nha. Đây. Mẹ làm đi. Thôi mẹ làm luôn nha. Một, mùi đếm đi. Mùi đếm 1, 2, 3. 2, 3, chấp. Rồi mùi đếm lại đi nè. 1, 2, 3, chấp. Chấp. À, kẹo dần 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 dần. Kẹo gì vậy? Ủa? Kẹo gì vậy? Kẹo. À, cái kẹo này nó dăng, dăng ruột ra luôn. Nó rớt cái ruột kẹo ra luôn nè. Đây mà coi. Rồi rớt kẹo ra dơ rồi bỏ đi. Trời ơi, cái kẹo này xong rồi nó rớt cái ruột ra luôn các bạn ơi. Rồi, đây, bong bóng đã bể hết rồi. Màu hồng nè các bạn, màu tím đây nè. Màu xanh, màu đỏ. Màu xanh lá cây. Bể hết rồi, bể hết rồi. Màu hồng nữa nè. Ừ, màu hồng nữa. Rồi, giờ là mình ăn thôi. Mình ăn kẹo đi, rồi. Ăn luôn đi, ngồi đây ăn luôn đi, lên xe ngồi ăn đi. Ngồi. Đi đâu? Lấy ghế hả? Rồi đi lấy ghế. Rồi các bạn ơi, bạn Muội vào nhà lấy cái ghế nhỏ ra cho bạn Muội ngồi. Để bạn Muội ăn kẹo. Kẹo bông giòn không ăn được. Không, kẹo đó ăn được mà con. Được. Ăn kẹo bắp đi, ăn kẹo nào cũng được. Ăn kẹo này được nha. À, sau khi đập những quả bong bóng, bạn Muội có một... giỏ kẹo đây nè các bạn. Nhiều kẹo luôn á. À nhiều kẹo luôn. Kẹo mút nữa nè. Kẹo mút nữa. Rồi kẹo màu xanh nhu nữa nè. À. Nhiều rồi kẹo màu tím nữa nè. Đúng rồi. Không có màu xanh nhu nữa. Rồi bây giờ bạn muốn ăn kẹo nào nè? Ăn kẹo nè. Ăn được. Thì con mở ra con ăn đi. Con không mở được. Rồi con ngồi ghế đi mẹ mở cho. Đó. Nắm mắt chạy được không? Nhắm đi. Nhắm mắt lại đi. Một, hai, oh, qua nè. Wow. Mở cái bao này ra luôn. Kẹo giống viên bi quá ha. Tròn, kẹo dẻo. Ăn có vị gì? Kẹo dẻo. Ngon không? Chua. Chua. Chua hả? Mùi chua. Có mùi chua. Bạn Muội ăn kẹo này, bạn Muội nó có mùi chua các bạn ơi. Ngon không? Không phải kẹo bông giòn. À, không phải kẹo bông giòn. Kẹo có mùi chua phải không? Còn cái này là một lát đem vô cho anh hai ăn nữa nha. Dạ. Cho anh hai ăn với. Kẹo múc chát vô cho anh hai ăn nè. À, kẹo múc màu tím cho anh hai ăn đó phải không? Kẹo màu xanh lá cây bị dần ra rồi. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn nha, bye bye. À, hẹn gặp lại các bạn. Thôi mình đi vào, mình đi về nhà. Con chạy xe đi, con chạy xe về. Lên. Đúng rồi, bỏ ghế lên đó, rồi chạy xe về nha. Bỏ không? Được. Được mà. Đây. Rồi, mình lên xe, mình đạp về luôn. Ăn hết luôn rồi, ăn hết kẹo rồi bắt đầu về. Giờ mình chạy về cho anh hai ăn với nha con nha. Hai ở cà phê đi. Rồi đi chạy xe về.